Dạ em tin xem. Em xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Khánh của thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà vườn nha. Có tổng diện tích là 771,8 m². Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường nha. Hướng anh chị đang nhìn trên màn hình đó là hướng về đường huyện lộ 54. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình về huyện lộ đó khoảng 350 m là tới nha. Ra huyện lộ nếu mình rẽ mé bên phải á, là mình về đường tỉnh lộ 868. Khoảng cách là khoảng 1 cây số. Còn nếu mình rẽ mé bên trái là mình đi về tiến tánh của thị xã Cây Lậy. Nó khoảng cách chỉ 500 m là tới tiến tánh này nha anh chị. Còn cái vị trí đất với nhà mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là cái con đường tên ngang qua con đường đan 1,5 m này. Đó, giờ để em tiến sâu về cái vị trí ngôi nhà và đất của mình luôn. Cái hướng này vô tông là nó không có đường thông nha anh chị, nhưng mà bên tông rất là nhiều nhà, họ muốn đi là phải đi ra cái con đường này họ mới ra lộ được nha. Bên trong còn tới 10 mấy căn nhà nữa lận. Đó, ngay cái vị trí công mà ngay vị trí của bên phía người ta nha. Cái điểm yếu đất mình nhưng mà không có nằm trong đất nha, là có một ngôi mộ phía bên đây. Còn cái vị trí đất mình là nằm ngay cái vị trí này, ngay mí cột. Đó, ngay mí cột này ngang qua là 19 m². Và chiều sâu vào là cạnh này là 38 m² nha. Cạnh phía bên kia là 39 m². Tính từ mặt tiền mình nhìn vô á, đứng ngoài lộ mình nhìn vô á nha, là cạnh này là cạnh phía bên tay phải của em. Đó, điểm yếu nữa là bên đây cũng là đất kế bên, cũng có một ngôi mộ nữa. Nhưng mà trong đất mình thì không có mộ nha. Đất mình sạch đẹp, không có mộ mã gì hết. Đó, từ cái mí mà em vừa quay cho anh chị xem, mình đi dài qua phía bên đây là 19 m². Để chút nữa em vô quay sổ cho anh chị mình xem. Đó, đây điện nước và wifi đều có đầy đủ nha anh chị. Có bình điện nữa nè. Đây, ngay mí gạo nè, anh chị thấy ha. Đó, còn đây là nhà hàng xóm của mình. Do em đang quay trời mưa, hình ảnh nó không được chất lượng nha anh chị. Đó, trong ngôi nhà mình đây có cổng rào kiên cố đồ hết luôn. Đó, đây là ngôi nhà của mình nè anh chị ơi. Ở tên La Phong, dưới lót gạch ốp hết luôn, tường ốp gạch hết luôn nha anh chị, tới La Phong luôn á. Đó, đây là cái ngôi nhà mình. Tính từ cái mí tấm tường đó nha, mình đi dài qua phía bên đây. Còn đây là hướng mặt tiền của mình. Nhìn ra hướng mặt tiền đó, mặt tiền của mình xây về hướng bắc. Cho anh chị nào hạp về phong thủy để tiện tham khảo nha. Bây giờ để em quay sổ cho anh chị mình xem. Đây, em vô bên trong cái bàn để em quay sổ cho nó kỹ cho anh chị mình xem nha. Đó, mặt tiền mình 19,70. Mặt hậu mình 19,70 luôn. Còn cạnh bên đây là 39,54. Còn cạnh này là 38,86 nha. Tổng diện tích của mình là 771,8 m². Trong đó có 100 m² thổ cư nha anh chị. Phần còn lại là 671,8 đất trồng cây lâu năm. Cái địa chỉ của mình là xã Long Khánh của thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang nha. Hiện tại cô chủ đất kêu cái ngôi nhà này là 1,8 tỷ. Nhưng mà nếu anh chị nào mà về mua nhanh
Tại chủ cần tiền gấp, chủ mua nhanh là chủ sẽ bớt cho mình là 50 triệu liền luôn. Đó, giờ để em quay phía bên nhà trên, rồi em sẽ xuống phía sau cho anh chị xem nha. Đó, đây tên sàn của mình đóng lao phong đồ, có vượt cấp luôn chị ơi. Nó giờ đây là ốp gạch lên tới lao phong luôn. Nó đây là một phòng khách nha anh chị. Nó ngay đây có làm sẵn cái chui điện để mình về mình teo tranh hay gì đó, cái mình đốt điện cho nó đẹp nha. Một phòng khách, giờ đây là một phòng ngủ, phía sau mình rất rộng luôn. Đó là phòng ở trên nè, đẹp luôn, có đèn ở dàn đèn ở trên luôn. Giá bán hết luôn nha, ngôi nhà dưới đất luôn là 1 tỷ 8. Nếu anh chị mua nhanh chủ bớt 50 triệu, còn 1 tỷ 750. Còn cái hàng rào này á, là do chủ gào lợi sợ gà vô nha anh chị. Nó nguyên hàng rào eo eo qua eo lợi đó. Đó, đây là cái không gian cửa đi của mình đây. Đó, ngôi nhà còn đẹp lắm anh chị ơi. Đó, và đây là phía sau. Đây một phòng ngủ nữa, là hai phòng ngủ. Đó, còn đây là cái phòng để đồ nha anh chị. Còn đây là kệ để bếp ga, nồi cơm điện rồi luôn. Phía sau mình cũng ốp gạch tới la phong luôn. Đó anh chị nhìn thấy ha, nó ốp hết luôn. Tại em quay tên cho anh chị nhìn thấy cho kỹ đó. Chứ mình về mình xem thực tế á thì ngôi nhà này đẹp lắm nha anh chị. Đó, đây là cái khu phía sau của mình. Phía sau của mình vẫn còn đất luôn. Nó đây là toàn bộ không gian của phía sau mình. Nó có hàng rào luôn. Đây là cái sàn nước để mình rửa gáy gì đó nha. Từ đây mà mình ra ngoài chợ Long Khánh, khoảng cách của nó là khoảng 1.5 cây số rồi nha. Mình ra tới tỉnh lộ 868, ngay đó có chợ Long Khánh, rồi ủy ban dân xã Long Khánh luôn. Rồi mình ra một đoạn nữa, tức là khoảng 2 cây số, là ngay đó có trường học cấp 1, cấp 2 ở đó luôn nha anh chị. Phía sau mình là có một cái con xẻo công cộng. Nó ngay cái vị trí tay em chỉ đó, đi dài ra đó nha. Ngay mấy cái bẹ môn đó. Để em kéo gần lại cho anh chị xem. Do tầm mưa em không ra ngoài được anh chị ơi. Em sợ ướt cái máy quay. Đó là xung quanh đây. Phía sau mình 19 mét mấy. Phía trước mình cũng vậy nha. Hình chữ nhật luôn á. Nếu mà tính từ cái vị trí ngay cái ngôi nhà của mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang á, tính ngay trung tâm thành phố Mỹ Tho luôn nha, là thời gian đi là 38 phút, khoảng cách của nó là 27 km. Nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh đó nha, em tính điểm là bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 57 phút, khoảng cách của nó là 81 km. Nó bây giờ mình có đường cao tốc
Trung Lương Mỹ Thuận, cho nên mình đi đường cao tốc cũng gần anh chị ơi. Tại vì mình quẹo qua tới ngay chỗ cái tiếng tánh của thị xã Cây Lậy đó, mình xuống ngay chỗ đường cao tốc có cái ngã rẽ ra ngay đó đó nha. Đó, để em quay sơ lược lại trong cái ngôi nhà lần nữa. Bán hết đất và nhà luôn là 1 tỷ 8, mà nếu mà mua nhanh thì chủ đất sẽ bớt cho mình 50 triệu liền để mình làm giấy tờ đó. Còn nội thất thì chủ đất chủ nhà không có tặng cho mình nha. Đó, để em quay sơ lại cái này nữa em xin kết thúc video. Đó, đây là ngôi nhà mình nè, rất đẹp luôn, ngôi nhà rất bự luôn. Trong đây có 100 mét vuông thổ cư luôn anh chị ơi. Đó, từ phía trong nhà mình nhìn ra phía mặt tiền mình đó. Rồi, nếu như anh chị nào thấy phù hợp vị trí này thì có thể gọi cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem nhà và gặp chị chủ nhà nha. Còn bây giờ xem cũng xin kết thúc video luôn. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.